Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thượng Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lời luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về ván trọ săn sóc. Hôm sau lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cô bác anh chị em, ngày thứ 2 đầu tuần, chúng ta đã dâng lời cảm ơn Chúa vì đã thương ban cho chúng ta. Trong chính đời sống của mọi người, chúng ta đã đón nhận những ơn lành của Chúa rất nhiều. Chúa muốn chúng ta bày tỏ những gì mà chúng ta đã lãnh nhận nơi Chúa cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, cho những người bất hạnh, cho những người đói khổ, cho những người cần nơi nương tựa. Tin mừng Thánh Luca trình thuật lại sáng hôm nay chúng ta vừa nghe. Người thông luật là người am hiểu lời luật lắm, đến hỏi thử Chúa Giêsu làm thế nào để được sự sống đời đời. Biết bao nhiêu lời lực đã tuân giữ rồi thì chắc chắn có được sự sống đời đời hay không, hay còn điều gì nữa? Yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, yêu thương anh em như chính mình, những điều đó, những giới răn đó chúng ta nghe hằng ngày. Chúa bảo người thông luật phải đi tiếp một bước nữa, phải xem những người anh em của mình, người chị em của mình là những người thân cận như chính mình, cần được yêu thương, cần được nâng đỡ trong đời sống. Ai là anh em của tôi? Ai là chị em của tôi để tôi nâng đỡ họ, để tôi giúp đỡ họ? Chúa kể ra một dụ ngôn đấy. Chúa kể ra một câu chuyện mà chúng ta từng nghe rất rất nhiều lần. Người Samaritano nhân hậu là người ngoại giáo, đã tỏ lòng xót thương với người bị cướp dọc đường. Những người khác thì sao? Thầy Lê Vi, thầy Tư Tế, thầy Trợ Tế là những người am hiểu lề luật, là những người công giáo nói một cách mạnh mẽ như thế, là những người có đạo, mà bản chất đạo của họ là yêu thương đó. Lề luật của họ là lề luật yêu thương, giới răn của họ là giới răn cũng yêu thương. Nhưng hỏi họ đã sống như thế nào? Trên mặt chữ yêu thương họ đã sống như thế nào? Coi chừng chúng ta cũng rơi vào những thái độ của những người này. Cho nên lời Chúa mời gọi chúng ta nêu theo gương, nói theo gương của người Samaritan hậu, là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Một Thiên Chúa xót thương, một Thiên Chúa từ ái, một Thiên Chúa nhìn thấy nỗi thống khổ của con người, Chúa đã động lòng thương xót và cứu chữa. Đứng trước cảnh cùng khổ đó, Chúa cũng mời gọi mọi người chúng ta hãy trở nên những người Samaritano nhân hậu đến với mọi người cùng khổ.
Có biết bao nhiêu nạn nhân dưới nhiều hình thức đang chờ bàn tay nâng đỡ của chúng ta? Có biết bao nhiêu người cùng khó cần bàn tay ủi an của chúng ta? Nhưng thử hỏi chúng ta đã làm được gì? Có thể chúng ta không có tiền bạc, có thể chúng ta không có của cải, có thể chúng ta không có gì hết. Ngoài sự chia sẻ, nâng đỡ, cầu nguyện, ngoài một cử chỉ, một thái độ, một việc làm tốt, cũng có thể xoa dịu được những nỗi bất hạnh, và cũng có thể xoa dịu được những cái cảm thông với những nỗi khổ của anh chị em mình. Nguyện xin Chúa kiên cường, kiện cường lòng bác ái của chúng ta, ban cho chúng ta lòng bác ái giống như Chúa, lòng nhân hậu giống như người, lòng xót thương vô bờ của Chúa. Để rồi chúng ta trang hòa tình yêu của Chúa đã dành cho mình, mà trang hòa tình yêu đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, anh chị em cần chúng ta nâng đỡ trong đời sống của mình. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Mark Twain đã nói: từ mưa sẽ chẳng nói lên điều gì nếu như bạn chưa một lần đi trong mưa hoặc chưa một lần tiếp xúc với nó. Tình yêu cũng chẳng là gì nếu như bạn chưa bao giờ kinh nghiệm về tình yêu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài tin mừng hôm nay, một người thông luật đã hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Trong tin mừng theo Thánh Matthew và Thánh Marco thì câu hỏi được đặt ra theo kiểu mà người Do Thái cho là quan trọng: điều răn nào lớn nhất, hay là điều răn nào là điều răn đứng đầu? Thánh Luca thì đặt câu hỏi sao cho người đọc thấy có ý nghĩa và một cách dễ hiểu nhất. Đức Giêsu đã trả lời bằng một câu hỏi buộc người đối thoại phải tỏ ra lập trường: trong luật đã viết gì, ông đọc thấy thế nào? Người thông luật đã trả lời trích dẫn từ sách Đệ Nhị Luật và sách Lê Vi: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu đã nói với người thông luật là cứ làm như vậy là sẽ được sống. Người thông luật muốn cho thấy mình thực tâm tìm hiểu nên mới thưa với Chúa Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi? Câu đáp của Chúa Giêsu là một dụ ngôn như ở nhiều nơi khác, nhưng đây không chỉ là một kiểu so sánh mà Chúa Giêsu đã đưa ra một ví dụ để từ đó người nghe rút ra một thái độ phải theo hoặc phải tránh trong đời sống hàng ngày. Ví dụ này sẽ giúp người thông luật vượt lên cái nhìn hạn hẹp của mình. Và ví dụ mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta đó là dụ ngôn người Samaria tốt lành. Dụ ngôn Đức Giêsu đưa ra đã giúp cho người thông luật tìm được câu trả lời: người thân cận chính là bất cứ ai đến gặp tha nhân với tình yêu, dù tha nhân là người nước ngoài hay là bất cứ ai, dù là khác tôn giáo. Câu hỏi không còn là ai là người thân cận của tôi, mà là tôi làm người thân cận của mọi người như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối diện với tin mừng thì óc cục bộ cũ kỹ của người Do Thái và thói câu nệ luật pháp của người thông luật không thể nào tồn tại được. Đức Giêsu đã nói: ông hãy đi và hãy làm như vậy. Câu trả lời của Đức Giêsu cho thấy đức ái là một điều thật là cụ thể, và đức ái phải được thể hiện bằng việc thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Chúng ta hãy thể hiện đức ái một cách cụ thể nhất qua việc giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác bằng chính đời sống hiến dâng của mình. Chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội Chúa ban để rao giảng lòng thương xót của Chúa qua việc đến với tha nhân, và nhất là chúng ta đến với những người đau khổ bệnh tật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả phải xuất phát từ một niềm tin sâu xa đối với Thiên Chúa
Và điều đó thể hiện qua việc cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện với lời kinh Mân Côi trong tháng 10 này để xin mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Và mỗi người hãy mang lấy tâm tình của Đức Giêsu cũng như là của Đức mẹ Maria, đó là tinh thần sống khiêm tốn và vâng phục. Chúng ta hãy ghi nhớ khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã đưa ra cho các môn đệ của Ngài. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy. Amen.